Xin chào các bạn đến với kênh Đà Nẵng Huỳnh. Các bạn thấy cái nơi này có đẹp không? Mình đang ở khách sạn căn hộ cao cấp Marina Long Xuyên Plaza. Mình mới vừa check in, bây giờ là 6 giờ 21 phút. Mình cho các bạn xem sơ qua về căn phòng mới check in. Đây là cái phòng có cái view nhìn ra thành phố. Công rất cao, an toàn cho trẻ em. Thật ra thì cũng phải, nếu mà có trẻ em thì cũng phải xem chừng, tại vì con nít á nó có thể leo cái ghế và nó lên ban công này. Và đó, đây là có cái bàn sẵn cho mình ngồi ngoài trời, cũng mình ngồi vừa nắm cảnh mình có thể ăn sáng chưa, nắm phố giờ đi rất là đẹp, mà không tỏ rực luôn các bạn, có cái view rất là đẹp. Rất là sạch sẽ.
bạn thấy à, có ly nè, thôi bà tùy. Buổi sáng mình làm nước ép thì có cái máy này rồi hết. Để mình xem có cái gì bên trong á. Ồ, có tất cả tâm sữa rang nè, đũa nè, muỗng nè, tô nè, hết luôn. Trong chuyến đi này nếu mình được ở chỗ nào cũng về thì chắc mình không phải mang đồ nhiều, vì mình ăn trái cây nhiều đó nên khi mình phải đem khay, đem dao, đem kéo, rồi đem muỗng. Nếu mà có được nơi nào cũng như thế này thì rất là tuyệt. Mình sẽ ở đây 2 đêm nên về là cũng thoải mái. Như các bạn thấy có cái chảo nè, còn có cả nồi hương nữa. Đây là nồi hương của khách sạn. Đây là 2 cái voucher để cho mình dùng buổi sáng. Mỗi buổi sáng mình ở đây thì được dùng 2 ngoài ăn sáng. Các bạn thấy hoa này là loại hoa khô á, rất là đẹp. Ly nước, ly nước tinh khiết. Đây là cái bàn mình có thể ngồi ăn, có cả thảm cho mình ngồi ha, có cả 6 cái thảm luôn. Mình mới vừa đến check in nên có những cái đồ mình mang theo như trái cây nè để mình dùng. Ở trên ăn trái cây rất là nhiều. Này khu vực có cả để cho mình thay dép á, phòng rác cũng rất là dễ thương. Đây là thẻ từ để mình quét khi mình vào thang máy và mình mở khóa cửa. Rồi, tôi sẽ chia sẻ với các bạn giống như thôi. Nếu các bạn nào có đến Long Xuyên thì mình có thể đặt phòng ở Marina Long Xuyên Nha Trang. Để mà mình có những cái tiện ích như thế này, ví dụ mình muốn ăn thêm gì đó thì mình bỏ lại. Giá thì tùy thời điểm. Cái phòng này mình đặt 2 ngày là 2 triệu 2 mấy. Ngày đêm bạn hôm nay ngày 30 tháng 4, chúc bạn có ngày lễ vui vẻ. Xin chào và hẹn.